Đi ăn miếng bí to đây. No rồi. Nó quá rồi. Thoải mái rồi. Ở đây rồi. Ăn miếng nhỏ thôi. Miếng to đây. Bia nó cả bí á. Dài nha. Ngon lắm. Ăn đi. Đi ăn miếng bí to đây. Đi ăn bí à? Cơm hả? Ăn cơm á hả? Hiểu rồi, đã hiểu ý.
Bibi thì em bí mát. Ăn miếng nhỏ lên chưa? Đây, quả bi đấy. Đấy. Nào, ông thêm con canh này. Rồi. Ba nào. Bí có vẻ thích ăn bí nha. Rồi ba lấy miếng bí nào. Cả bí này em mở bí ạ. Bán đi con. Bí món canh à? Mày đi ăn hơi nhiều đấy. À, ra lấy cơm này. Yeah. Ăn được không? Ở bên no đó. Rồi, ăn bát xem. Nào, ăn miếng nào. Ăn thêm một cái miếng kìa. À, tay đâu? Tay này nữa. Nào, ngồi đây nhá. Cái canh. Xúc đi, cái kia xúc. Này, có đuổi ba. Ăn ngon hả? Thấy một bụng này. Thấy không? No rồi. No quá rồi. Thấy mở rồi. Ở đây rồi. Hãy ăn thế thôi. Chị bác cái cơm nữa con. Đi nào, đi ngồi đấy. Đi ngồi đấy nhá. Thank you.
chưa? Mở chưa? Hả? Đi nói chưa? Xem nào, ui dồi ôi. Đi học đó rồi.